Tiểu thuyết Tình địch của vua, tác giả Michel Chivaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 24, một cuộc thăm viếng bất ngờ. Sau khi Dasa và Crebillon ra đi, nữ bá tước Dubarry vẫn ở rất lâu nghỉ ngợi trước cửa mà qua đó, người mà nàng đã chọn và mang theo trái tim mình rời xa. Một công việc chậm chạp nhưng dai dẳng hình thành trong cái đầu còn rất trẻ và rất đẹp này. Những ý nghĩ mà nàng chưa bao giờ có, mà nàng thậm chí không ngờ vực đến xâm chiếm nàng và mở ra trong tâm trí đang ngạc nhiên của nàng những chân trời mới. Những nỗi thẹn thùng xa lạ, những điều tế nhị tinh tế bỗng đến với nàng và nàng bắt đầu đỏ mặt với ý nghĩ về những gì mà nàng đã là, về những gì mà nàng đã làm, về những gì mà nàng vẫn còn làm. Tại sao lại có nỗi xấu hổ bất chợt này? Tại sao những ý nghĩa mới mẻ này lại chộp lấy nàng và quyến rũ nàng cùng một lúc? Là vì tình yêu thuần khiết và chân thành đã chiếm lĩnh hết trên trái tim chưa bao giờ đập? Là vì tình yêu tái sinh bước ra chiến thắng trong trận chiến đáng sợ mà tham vọng, hận thù, những tình cảm xấu xa và thấp hèn tranh đấu tuyệt vọng chống lại nàng đã xô đẩy nàng vào? Là vì tất cả những cặn bã của con tim trinh nguyên đã tan chảy, thanh lọc khi tiếp xúc với chủ nhân không tranh cãi được ấy? Và mộng mơ uể oải một cách tuyệt diệu, nàng thấy lại qua trí tưởng tượng buổi tối hôm ấy, buổi vũ hội ở tòa thị chính, nơi lần đầu tiên nàng xuất hiện với cái tên vai mượn là nữ bá tước Dubarry, và bên tai nàng vang vọng những lời của Saint-Germain bằng một giọng dịu dàng và nghiêm nghị nói với nàng: "Cô không phải, cô sẽ không bao giờ là nữ bá tước Dubarry, vẫn còn thời gian, hãy đi đi, sống khiêm tốn nhưng lương thiện ở xứ sở của cô, ở đó, ở Vancouver, và bảo đảm rằng cô sẽ tìm được hạnh phúc." Và đó là điều kỳ lạ, con người xa lạ đi theo đất xa, thi sĩ có giọng điệu châm biếm, có ánh mắt nhạo báng, có cung cách tầm thường và kịch cọt cường điệu, vừa lặp lại với nàng với cùng nét dịu dàng trong giọng nói và ánh mắt, cùng một điều với những thuật ngữ gần như thồng nhất. Và người lạ mặt đó hầu như đã đoán được nàng, giống như Saint-Germain xưa kia về vai trò mà nàng buộc phải diễn. Vậy ông ta biết à? Và ông ta biết như Saint-Germain, tại sao cùng một nét dịu dàng đó, cùng một sự thương hại mà nàng đọc được rõ ràng trong ánh mắt, trong khi chàng, người được yêu vẫn lạnh lùng bất biến và chê bai hầu như khinh bỉ. Tất cả những điều đó gây ấn tượng cho nàng một cách lạ lùng, và trong tâm trí giản dị nghiêng về máy tính của nàng, ý nghĩ rằng định mệnh buộc nàng phải thất bại trong nhiệm vụ mà nàng đã nhận, ghi khắc dai dẳng và hung tợn. Và nàng tự hỏi, phải chăng tốt hơn là từ bỏ chính mình một cách tự do còn hơn là thất bại nhục nhã? Ít ra, khi nàng từ bỏ tự nguyện, nàng sẽ hòa giải với những mối cảm tình. Nàng sẽ buộc những người quý trọng mình đánh giá cao, trong khi cứ dai dẳng đi tới một thất bại mà linh cảm thầm kín đáo đã để lộ cho nàng biết là chắc chắn. Nàng sẽ thấy mọi người quay lưng chống mình, thậm chí và nhất là những người thúc đẩy nàng cho đến lúc đó. Và trí tưởng tượng của nàng đi từ Saint-Germain đến Crebillon, nàng máy móc lặp lại những lời của thi sĩ: bà không được tạo ra cho vai trò mà người ta bắt bà diễn ở đây. Và nàng tự hỏi một cách lo lắng, chính nàng cũng sửng sốt trước sự co kéo của lương tâm mình. Và nàng tự hỏi liệu thi sĩ này có lý hay không, và liệu nàng có nên nghe giọng nói của ông khuyên nàng từ chối cuộc đấu tranh, thực hiện những điều nàng sở hữu. Và với gia sản nhỏ này, rút lui về xứ, sống thật lương thiện và nuôi dạy cô em gái nhỏ. Gia sản ấy hôm nay, đối với nàng thật khiêm tốn, sẽ không xuất hiện khi nàng hành nghề gái làng chơi như một giấc mơ thép vàng không bao giờ thực hiện được. Nàng ra khỏi những ý nghĩ đó như ra khỏi một giấc mộng. Và lúc đó thấy rằng nàng đang cầm trong bàn tay co rúm một tờ giấy mà Crebillon đã luồn vào trước khi đi. Nàng mở tờ giấy ra và đọc. Tờ giấy không chứa điều gì khác ngoài tên một khách sạn và những chỉ dẫn về tầng lầu và cửa. Địa chỉ của Dasa, chắc hẳn vậy. Người lạ mặt này nghĩ rằng ông có thể có ích cho nàng khi biết địa chỉ này chăng? Vậy ông nghĩ rằng nàng có thể có ý định quay lại để gặp Dasa chăng? Tại sao? Sau những gì đã xảy ra giữa họ ở nhà tù của lâu đài, nàng có thể có âm mưu gì để làm? Thi sĩ hy vọng dở nàng, và càng lúc càng nghĩ ngợi,
Nàng sắp trở về nhà mình thì ý nghĩ đến với nàng là người làm giường có lẽ bao qua và kể làm thế nào hai người đào tẩu vào trong giường. Cá nhân nàng điều đó dưới với nàng không quan trọng. Nàng rất mệt và nản chí nên hững hờ hoàn toàn rằng nhà vua và ông Jack có biết hay không rằng nàng để cho thiệp sĩ trốn. Nhưng nàng cũng hiểu rất rõ rằng một sự thiếu kín đáo có thể giao người mà nàng yêu dù ra sao đi nữa, và nàng không muốn giờ đây thấy chàng trong tù. Nàng bèn quay lại và tìm thấy người làm giường đang làm việc thường nhật đầy lương tâm. Nàng nói với anh ta, hai nhà quý tộc cuối cùng cũng đã ra đi. Một lần khác Gaspar, hãy thận trọng hơn. Ta muốn rằng lần này anh hứa sẽ để nhà vua không biết sự cố này. Nhưng hãy nghĩ rằng nếu có cuộc mạo hiểm tương tự lại diễn ra và khi nhà vua biết chuyện, anh sẽ bị đuổi không thương tiếc. Và anh có gia đình, ta nghĩ vậy. Vì quyền lợi của anh, hãy coi chừng để điều đó không xảy ra nữa. Gaspar nghe những lời này đã tái mặt vì sợ mất chỗ làm và đã trả lời bằng giọng điệu phục tùng. Tôi thề với bà thưa phu nhân rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những người quý tộc đó vào, và khi đã vào thì để họ đi ra. Người còn trẻ thậm chí đã tặng tôi hầu bao mà tôi đã từ chối, và tuy nhiên tôi có gia đình thật vậy. Nếu phu nhân muốn tôi hứa không nói gì cả, tôi xin khẳng định rằng sự việc tương tự sẽ không tái diễn nữa. Nhưng tôi xin bà làm sao để nhà vua đừng biết gì cả. Ta đã hứa với anh là không nói gì cả, ta sẽ giữ lời hứa, nhà vua sẽ không biết gì cả, trừ khi chính anh phạm bất cẩn nói ra. Ôi thưa phu nhân, bà có thể yên tâm, tôi không bán mình đâu. Và khi nói những lời này, con người tử tế có vẻ ngượng ngùng. Không chú ý đến nỗi ngượng ngùng này, nữ bá tước nói tiếp, trong khi chờ đợi, anh đã làm đúng khi từ chối hầu bao mà người ta tặng cho anh. Nhưng vì ta không muốn họ nói là anh đã mất điều gì đó trong trường hợp này. Đây là hầu bao của ta, anh có thể lấy nó cái này. Ta hy vọng nó không ít đầy hơn cái hầu bao mà anh đã từ chối. Và cắt ngang những lời nói của con người tử tế, lúng búng chúc phúc lành và cảm ơn. Nàng vào nhà mình, trong khi Gaspar cân nhắc hầu bao với vẻ hài lòng hiển nhiên và cuồng nộ gãy tay và thì thào. Và mình, tên ngốc gấp ba lần, đã không biết giữ lưỡi và ngốc nghếch đi kể điều ấy với cô Nicole. Miễn là cô bé tử tế này không làm như mình và ba qua. Phu nhân rất tốt, bà ấy muốn quên, nhưng ông Le Bain không đùa được đâu. Là gì mà sẽ bị đuổi không thương tiếc, và mấy đứa con tội nghiệp của mình, chúng sẽ ra sao? Mình phải xin cô Nicole đừng nói gì hết. Trong lúc ấy, nữ bá tước đã về trong phòng khách riêng tự nhủ. Nào, tên Gaspar tử tế này quá sợ mất chỗ làm. Anh ta sẽ không nói đâu, vậy mình yên tâm, và thắp lên một ngọn sáp hồng. Nàng thận trọng đốt tờ giấy của Crebillon vì sợ rằng tờ giấy nhào nát này bị thất lạc, địa chỉ mà nó chứa đựng rơi vào tay của tay ma mảnh nào đó và theo dấu những người đào tẩu. Theo sau sự cố này, nữ bá tước ở yên trong hai ngày làm mồi cho một sự kích động nội tâm mãnh liệt, không ngừng bị thúc đẩy bởi những ý nghĩ mới phun ra từ trong tim nàng và trong óc nàng, nhưng không tìm được dù sao đi nữa sức mạnh để có một quyết định chắc chắn. Nàng có vẻ bực bội, căng thẳng, cực kỳ nhạy cảm đến mức bùng nổ, không có lý do nào bên ngoài. Có những tràng cười lộn xộn hay những tiếng khóc nức nở xé lòng. Mọi người trong ngôi nhà nhỏ chịu đựng cơn khủng hoảng mà nàng đang trải qua. Chính nhà vua cũng phải chịu đựng những tác động, điều khiến ngài nguội lạnh rõ rệt mà thiếu phụ có vẻ không để ý. Cuối cùng, sau hai ngày không chịu nổi nữa, nàng mặc trang phục rất đơn giản với một bộ phục sức đen và báo trước với Nicole rằng nàng ra ngoài. Nàng đi thẳng đến địa chỉ mà Crebillon đã cho nàng. Nàng lên thẳng mà không hỏi ai gì cả và gõ cửa đã được chỉ định. Con tim co thắt trước vì một nỗi lo âu khôn tả. Chính Crebillon đã mở cửa cho nàng. Thi sĩ không có vẻ ngạc nhiên về chuyến chiến thăm này, nhưng trái lại đã xa rùng mình dữ dội. Nàng thấy cái rùng mình này và tưởng chàng muốn đuổi nàng. Nàng chắp tay trong một cử chỉ gian nài. Crebillon nhìn cả hai người họ với vẻ chú ý thấy rõ. Ông có vẻ rất điềm tĩnh, chỉ là những ngón tay của ông đập rất căng thẳng một tiếng gọi điên cuồng trên lưng ghế mà ông đã máy móc nắm lấy. Tuy nhiên, Dasa đã đứng lên và với giọng nói tươi mát có âm gian của mình. Chàng nhìn nàng hẳn mặt trong khi nàng vẫn câm lặng, quá xúc động không nói được. Chàng nói dịu dàng với vẻ kính trọng thấy rõ, phu nhân, khi bà cho tôi vinh dự đến thăm tôi trong tù, tôi đã quên nên nói với bà những điều mà một người đàn ông không nên nói với phụ nữ, dù người đó có thế nào đi chăng nữa.
Làm điều ấy, tôi đã thiếu lòng tôn kính mà một người đàn ông tử tế nên làm với phụ nữ. Tôi xin bà thứ lỗi. Nàng ngước cặp mắt ngời sáng lên nhìn chàng, tự hỏi liệu nàng có nghe rõ không, liệu nàng có mơ chăng và không tìm được từ nào để nói. Nàng bật khóc, quỳ gối xuống và trước khi chàng làm một động tác nào, nàng nắm lấy tay chàng và hôn lên đó. Nhanh nhảo, đã xa bối rối, nâng nàng dậy và thì thào. Ôi phu nhân, bà làm gì vậy? Và hiệp sĩ đáng thương, cuống cuồng nhìn Trevijon như để gian nài ông cứu. Ông này không kém phần xúc động, không làm gì khác hơn là kéo tay. Ông kéo đến gần một chiếc ghế bành mà thiếu phụ buông mình xuống, đầu dùi trong hai bàn tay, luôn rung lắc vì tiếng khóc nức nở đáng sợ. Thi sĩ ra một dấu hiệu cho hiệp sĩ, dặn chàng im lặng và tôn trọng nỗi đau chân thành này, và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu thiếu phụ với một vẻ dịu dàng vô hạn mà người ta không ngờ lại có được ở tấm thân to lớn hỗn độn này. Khóc đi con của ta, khóc đi. Những giọt nước mắt là tốt, những giọt nước mắt là thánh thiện vì chúng giúp ta hồi sinh. Khóc đi, vì cùng với những giọt lệ trong mắt con, đồng thời cũng rơi hết những ý nghĩ xấu đang bóp nghẹt trái tim con. Khóc đi, bởi những giọt lệ này sẽ thanh lọc con tim cho nó trở nên thuần khiết và rạng rỡ. Khóc đi con của ta. Và như một người mẹ đang ru con người tuyệt vời bằng những lời lẽ xúc động để cho con tim thi sĩ của ông nói và ru ngủ nỗi đau trong con tim say xác, trong khi đá xa ngắm quang cảnh này và nghe thật xúc động mà chàng cố che giấu. Cuối cùng thiếu phụ có vẻ điềm tĩnh lại, nàng lau mắt và nói với một nụ cười buồn bã dịu dàng, hết rồi. Và vì đôi mắt nàng nhìn chăm chăm vào đá xa khi nói những từ này, Clevillon phát một cử chỉ rút lui mà hiệp sĩ nhìn với vẻ lo lắng, vì chàng tự hỏi nữ bá tước đến để làm gì và một cuộc đối đầu với người đàn bà này chắc hẳn càng lúc càng lạ lùng và khác thường, làm cho chàng sợ. Juliet có thấy nỗi lo lắng này không? Nàng có hiểu điều gì diễn ra trong tâm trí của đá xa không? Chúng ta không biết phải nói sao, nàng vẫn nói với Clevillon ra đến cửa, hãy ở lại thưa ông, tôi xin ông đấy. Ông có thể nghe điều mà tôi đến đây nói với ông đã xa. Clevillon nghiêng mình, trong lòng hài lòng được tham dự vào cuộc nói chuyện làm cho ông thắc mắc, đoán được rằng sự có mặt của mình có thể hữu ích, trong khi đã xa về phía chàng, hít thở thoải mái hơn, hài lòng khi thấy một người thứ ba giữa chàng và người đàn bà gây bối rối này. Juliet nói tiếp, lần này với đã xa, ông đã có lúc nãy lòng độ lượng xin lỗi tôi vì những sự thật có lẽ hơi cứng rắn mà ông đã nói với tôi ngày nọ. Những sự thật này tôi đã xứng đáng vì những điều ngốc nghếch mà tôi đã nói với ông, mà sự đỏ mặt ngày hôm nay và chính tôi đã xa xin lỗi ông. Ôi thưa phu nhân, tôi không chịu nổi đâu. Hãy nghe tôi xin ông đấy, phải, tôi xin lỗi ông vì đã bằng những lời nói điên rồ, bằng những hành vi đáng khinh, và tôi cảm nhận điều đó và hôm nay không xứng như một trái tim lương thiện đặt trong sự cần thiết tàn nhẫn mà tự nhủ những điều khiến ông trách cứ vì lòng tốt của ông. Nên giờ đây tôi nhận ra và tôi lớn tiếng tuyên bố trước ông đây đang nghe nói rằng chúng rất mạnh vượt trên những gì mà tôi xứng đáng. Tôi gian bà thưa phu nhân, đã xa nói, chúng ta đừng nói nữa về chuyện đó, tôi đã quên hết về phần mình và tôi sẽ sung sướng. Hãy tin điều đó nếu những lời nói và hành vi của bà trong tương lai cho phép tôi chỉ nhớ đến sự giúp đỡ mà bà đã cho tôi vào ngày nọ, và tôi cảm ơn khác hơn là bằng những lời nói vô ích của tôi như tôi phải làm vào lúc này. Nữ bá tước nhìn chàng với một chút mũi lòng ngạc nhiên và thì thào cho riêng nàng. Vậy đúng thật là, rồi lắc mái đầu đáng yêu ra vẻ cương quyết, nàng trả lời, có lẽ ông có lý, nhưng điều mà tôi cần nói với ông buộc tôi phải nói về những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Tuy nhiên, ông hãy yên tâm, tôi sẽ tránh hết mức có thể nhắc lại những kỷ niệm hôm nay đối với tôi còn đau khổ hơn và khả ớn hơn là đối với ông. Và chắc chắn rằng tôi buộc phải gợi lên những kỷ niệm đáng hổ thẹn đó trước mặt ông Clevillon. Vậy thì, đó sẽ là một hình phạt của tôi, sự bắt đầu đền tội mà tôi áp đặt cho mình, duy nhất để xứng đáng một chút như sự đánh giá cao của ông. Đã xa nghiêng mình ra hiệu đồng ý. Nữ bá tước trầm mặc vài giây và nói tiếp, tuy nhiên có một điều mà tôi muốn lặp lại với ông thêm một lần nữa. Tôi yêu ông nồng nàn bằng hết sức của con người tôi. Ông là người đầu tiên, người duy nhất đã làm cho con tim tôi đập rộn, và con tim này đã dâng hiến mãi mãi, nó không bao giờ được lấy lại dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi biết rằng mình không xứng đáng với tình yêu của ông,
Ông không thể xuống đến tận tôi. Than ôi, dù tôi làm gì đi nữa, tôi cũng không bao giờ có thể nâng mình lên cho đến ông. Vì không có gì trên đời có thể xóa đi quá khứ đáng ghét và đáng khinh là quá khứ của tôi. Nên tôi không hy vọng gì cả, tôi không đòi hỏi gì cả, thậm chí cả tình bạn của ông. Nhưng thật êm đềm khi nói với ông thêm một lần nữa rằng trái tim tôi hoàn toàn thuộc về ông, rằng người đàn bà khốn nạn như tôi đây sẽ luôn luôn hạnh phúc, được hy sinh cuộc đời và hạnh phúc của mình cho hạnh phúc của ông. Ông hãy nói điều đó đã xa và đừng bao giờ quên, vì bây giờ không bao giờ tôi nói về tình yêu này nữa. Ông nói lúc nãy rằng ông chờ những hành vi và những lời nói của tôi để xét đoán tôi. Trong khi chờ đợi những hành vi, ông sẽ có thể làm ngay lập tức, vì tôi sắp nói hoàn toàn thẳng thắn, và điều mà tôi sắp nói với ông là lời thú tội đầy đủ và hoàn toàn của tôi, dù có thể rất hổ thẹn đối với tôi. Sau này, đã xa, ông sẽ thấy rằng những hành vi của tôi sẽ đồng thuận với lời nói này. Tôi sẽ không chịu nổi đâu, thưa phu nhân, rằng bà hổ thẹn. Tất cả những gì bà vừa nói, điều mà bà đã làm đối với tôi khiến tôi suy nghĩ rằng bà xứng đáng hơn người ta có thể mô tả về bà trước mắt tôi. Và tôi bắt đầu tin rằng người ta đã vu cáo bà. Dù bà có là ai, dù bà có từng là ai, chắc chắn ở bà có những đợt sóng độ lượng chỉ cần phát huy. Tôi tin chắc rằng nếu bà đi theo những xung động của con tim, những hành vi của bà sẽ làm cho bà tái lập lại trước mặt những người lương thiện. Vậy vô ích khi bà hổ thẹn, Dasa trả lời. Nữ bá tước lắc đầu như ai đó đã quyết định, trong khi Crebillon nói, hãy để cho tôi nói, phu nhân, những lời lẽ như những giọt lệ đôi khi là một niềm an ủi. Ông có lý, thưa ông, có lẽ là niềm an ủi bao la khi có thể phát hiện ra tâm hồn mình trước hai người có trí tuệ và có lòng. Hai người đàn ông nghiêng mình, nữ bá tước nói tiếp, ông lúc nãy đã nói rằng người ta đã mô tả với ông, và chắc chắn là vu cáo. Vậy người ta đã nói về tôi với ông sao? Vâng, thưa phu nhân, tôi thú nhận. Nhưng, ôi ông hãy yên tâm, tôi sẽ không hỏi ông tên của con người đã nói với ông về tôi. Cái tên đó hơn nữa, tôi tin rằng đã biết. Có phải cùng một con người đã nói với ông tên thật của tôi và điều mà tôi đã từng? Cùng một người, vâng, thưa phu nhân, đã xa trả lời và lập tức nhanh nhảu nói thêm. Người đã nói dối, người đó đã nói dối à? Không, không phải về điểm ấy. Tôi biết rõ điều mà người ta đã nói rằng tôi là ai, sư giá trả lời và cúi đầu. Nhưng nếu người ta nói với ông rằng tôi là điều gì đó trong vụ bắt bớ phu nhân đi chôn, thì người ta đã nói láo. Tôi không làm gì hết, tôi thề với ông điều đó, chống lại thiếu phụ ấy, nếu không phải là chiếm chỗ của bà ấy trong ngôi nhà nhỏ của ông vua. Điều đó là một hành động ác độc mà tôi đã phạm cách đây 2 ngày, và tôi sẽ thú tội với ông. Đó là 2 điều duy nhất mà tôi cách trước mình. Thêm nữa, từ 2 điều ấy, ít ra ông là người cuối cùng có thể trách tôi đầu tiên, bởi vì khi chiếm chỗ của bà ấy, tôi đã ngăn phu nhân đi cho anh trở thành điều mà tôi đã trở thành. Ông có tin tôi không? Tôi chờ, đã xa trả lời mơ hồ, mặc dù lòng thương hại mà chàng cảm thấy với thiếu phụ này vẫn ghê tởm một lời nói dối. Ông chờ những bằng chứng có phải không? Đó là đúng. Thật ra, tại sao ông lại tin lời nói của tôi chứ? Tôi không nói thế. Nhưng ông nghĩ thế. Người ta đã nói với ông rằng tôi truy đuổi phu nhân đi trên vì hận thù, rằng tôi đã cho bắt cóc bà ấy, giam giữ bà ấy. Tôi còn biết gì nữa. Tất cả những điều ấy là sai. Và bằng chứng là tôi sẽ nói với ông bà ấy ở đâu. Bà sẽ làm điều ấy sao? Đã xa nói bùng nổ vui mừng. Tôi sẽ làm điều ấy. Vì ông, Juliet buồn bã trả lời, hãy nói đi, nói nhanh lên,